chấn đá chọn lọc, ý tự do và ý trời. Ấn, vì Thượng Đế cho chúng ta ý chí tự do và chúng ta có thể làm bất cứ cái gì, thậm chí thay đổi định mệnh của mình. Vậy thì làm sao ý của mình có thể đồng được với ý của trời và làm sao biết được chúng ta đang làm theo thiên ý? Sư phụ, hai việc quý vị có thể làm, theo ý mình hay theo thiên ý? Theo ý mình tức là như vậy, nếu không thích cái này hay không thích cái kia thì đổi, quý vị có quyền chiều lòng mình. Theo thiên ý nghĩa là thôi, ta không cần, chuyện gì tới thì ta làm. Thượng Đế sẽ lo phần còn lại, nếu đủ mạnh thì quý vị chỉ làm thế thôi. Chuyện gì đến với quý vị thì quý vị lo hết sức mình, phần còn lại tùy Ngài. Nhưng nếu quý vị chưa đủ mạnh thì cứ theo ý của mình, cái gì không thích thì đổi, hy vọng Thượng Đế hợp tác. Ngài luôn luôn hợp tác. Nhấn, nhưng cái ngã có thể xen vô ý muốn của mình không? Sư phụ, không. Nếu không còn cái ngã, thậm chí quý vị không thèm nghĩ tới ý chí tự do làm gì. Cho nên nếu không có cái ngã, không có ý muốn của mình, lúc đó chỉ còn thiên ý mà thôi. Nhưng dầu sao chúng ta cũng đi từng bước một, không cần nhảy ngay vô thiên ý nếu quý vị chưa sẵn sàng. Ngài rất kiên nhẫn, những gì quý vị muốn là những gì Ngài muốn. Nhưng những gì Ngài muốn không phải lúc nào cũng là những gì quý vị muốn. Thành thử có ý chí tự do và có ý chí Thượng Đế, cho nên quý vị cứ chọn. Vâng, làm sao ý của con giống với ý của Thượng Đế và hàng thuận theo ý của Thượng Đế, vì con biết thiên ý là tốt nhất cho con. Sư phụ, thì đừng làm gì hết, như vậy được không? Quý vị không làm gì có được không? Vâng, tự tại thôi hả? Sư phụ, tôi không muốn nói là quý vị ngồi một chỗ suốt ngày, mà hãy làm những gì đến với mình. Nếu đang trong công việc này, thì làm công việc này. Nếu có người nào nhờ quý vị làm việc kia, thì làm việc kia. Nếu người ta không bảo quý vị làm gì cả, thì không làm gì cả. Chỉ làm những gì quý vị biết là sẽ đến với mình. Thiền ý là như vậy đó. Nếu làm như vậy mà quý vị thấy hài lòng thì tốt, nếu không, quý vị có thể đổi. Vâng, cảm ơn. Sư phụ đơn giản quá. Sư phụ rất đơn thuần. Sư phụ, đó là những gì tôi đã học hỏi. Bởi vậy, hôm qua tôi đã nói với một số anh em đồng tu là đừng làm gì cả. Không cần phải ngồi đó tưởng tượng, gửi gắm tình thương, lòng từ bi của Thượng Đế đến mọi nơi. Tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia. Chỉ ngồi đó thôi, rồi Thượng Đế sẽ gửi tới cho quý vị. Nhưng Ngài cũng nói rằng, gõ thì sẽ được ban cho. Đó là ý chí tự do. Thậm chí tôi không muốn gõ nữa. Nếu Ngài không cho, tôi nói được, ông cứ giữ. Tôi không thèm hỏi. Nếu Ngài không cho thì tôi nói rằng, thôi được, chắc tôi không cần. Như vậy giản dị hơn. Quý vị chỉ cần chăm sóc cho cái thân thể này, làm việc đủ sống hoặc đầu tư hay bất cứ việc gì. Cứ làm những gì quý vị làm, đỡ phải vật lộn và hòa bình hơn. Ông Emerson, một triết gia Mỹ, nói rằng, gánh nặng rơi xuống đôi vai nếu ta để Thượng Đế điều hành vũ trụ. Tôi sống theo quan niệm đó. Lương tâm là chứng nhân tối thượng. Vâng, sư phụ, Ngài có nói rằng chúng ta tự trừng phạt chính mình. Nhưng ở thế giới này, chúng ta không hề thấy con cái tự trừng phạt mình khi chúng làm sai, mà do cha mẹ trừng phạt. Cũng như lúc phạm luật giao thông, chúng ta không tự mình đến trạm cảnh sát và nói, ồ, tôi đã phóng xe quá tốc lực. Cảnh sát là người bắt và phạt chúng ta. Cho nên, dường như có một chứng nhân cao hơn, chứng kiến những nghiệp quả tốt xấu và thưởng phạt tùy theo hành động của chúng ta. Thật khó mà nghĩ rằng chúng ta tự thưởng phạt chính mình. Sư phụ, luật pháp của thế giới này và luật pháp bên trong khác nhau. Chúng ta tự mình có ý thức. Bất kỳ hành động gì chúng ta làm trong thế gian này đều thuộc về phạm vi vật chất.
Chúng ta cần mắt trần để nhìn, tai phàm để bắt và luật lệ trần gian để kiểm soát những hành động về phương diện vật chất. Nhưng có những điều sâu xa hơn bình diện vật chất. Khi chúng ta cố ý đả thương kẻ khác hoặc cướp bóc tài sản của họ mà biết rằng mình không nên làm. Thậm chí cảnh sát có thể không bắt chúng ta, nhưng chính chúng ta sẽ là nhân chứng bất cứ lúc nào, 24 tiếng một ngày. Chúng ta không thể trốn khỏi lương tâm của chính mình. Do đó, đôi khi chúng ta làm những việc sai trong thế gian này và không bị bắt, nhưng chúng ta luôn luôn biết rằng mình đã làm sai. Và cảm giác tội lỗi sẽ tiếp tục theo đuổi chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta làm, ý tưởng gì chúng ta phát khởi đều tạo ra một loại năng lực bao quanh và dính vào linh thể của chúng ta. Và đó là điều chúng ta phải chịu đựng khi rời bỏ thế giới vật chất và cuộc sống ta bà này, bởi vì một số tội ác vượt quá sự trừng phạt. Thí dụ như nếu chúng ta giết ai, cảnh sát sẽ bắt và bỏ tù chúng ta. Có thể chúng ta sẽ ở tù khoảng 10 hay 20 năm hoặc trọn đời. Nhưng điều này không xóa bỏ được trong lương tâm chúng ta, bởi vì trong thời gian ở tù, người bị giết không thể sống lại được, không bao giờ. Chúng ta biết rằng họ đã chết, con cái, vợ chồng và người thân của họ sẽ than khóc, thương nhớ và đau khổ. Sự oán hận và đau khổ của họ cũng tạo nên một loại năng lực hướng về chúng ta và chúng ta không thể trốn chạy được. Tư tưởng có hình thể và năng lực. Đó là vì sao người ta có thể thực hành thuật thôi miên. Do đó tư tưởng, lòng uất hận của kẻ bị giết và sự oán hận của thân nhân họ sẽ tiếp tục làm hại và theo đuổi chúng ta. Lương tâm mình cũng tiếp tục tạo nên một loại năng lực ăn năn và làm trở ngại cho mình. Ngay cả một hạn tù cũng không thể xóa bỏ được. Cho nên chúng ta là Thượng Đế, là năng lực, là trí huệ và Thánh Linh, là lực lượng, không thể chịu đựng được sự sai trái từ những lỗi lầm của mình. Thành thử chúng ta phải tìm cách san bằng chúng để lương tâm được thanh thản. Đó là vì sao chúng ta rơi vào một đẳng cấp ý thức vô cùng đen tối, không ánh sáng và rất đau khổ. Đó gọi là địa ngục. Nếu không, địa ngục thật ra không hiện hữu. Ngoài ra, lương tâm, ngoài ý thức của những kẻ làm lỗi ra, không có địa ngục. Ở trình độ vật chất khác với ở trình độ tâm linh. Về mặt tâm linh, chúng ta biết rằng mình đã làm sai, dù rằng người khác không biết. Có rất nhiều điều mà người khác không biết đến, thí dụ như có nhiều người độc ác nguyền rủa kẻ khác khiến họ lâm bệnh. Về phương diện vật chất, cảnh sát không có bằng chứng gì để bắt họ. Nhưng về mặt tâm linh hay tinh thần, những kẻ độc ác đó luôn luôn biết. Chúng ta là chứng nhân cao nhất cho những tội ác hay những hành vi tốt đẹp của chính mình. Bởi vậy, tôi mới nói rằng chúng ta tự trừng phạt hoặc tự ban thưởng thiên đàng cho chính mình. Quý vị có thể nói rằng đây là giai cấp tối thượng, đây là bản ngã tối cao, ý thức tối cao hoặc tòa án tối cao của chúng ta đã phán quyết bản án này cho chính mình. Đó là bản lai, chân ngã của chúng ta. Giáo lý chọn lọc, truyền bá phúc âm Thượng Đế khắp mọi nơi. Mỗi người trong chúng ta phải luôn luôn truyền bá thông điệp Thượng Đế, tình thương, lòng kham nhẫn và từ ái cho mọi người. Không phải chỉ ở trong nhà thờ, mà là ở khắp mọi nơi, trên đường phố, trong nhà hàng, tại khách sạn, nơi chợ búa. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, tự mình nhớ và nhắc nhở mọi người. Pháp môn Quán Âm là kho tàng quý nhất. Tôi cho quý vị biết điều này là đúng. Đây là điều trân quý nhất từng xảy đến cho chúng ta, pháp môn Quán Âm. Đôi khi quý vị quên nhiều chuyện hoặc không biết làm cách nào giải quyết vấn đề hoặc một nghi vấn nào đó. Nhưng quý vị thiền một lúc, quán quang rồi Quán Âm, rồi mọi sự sẽ đến rất nhanh. Quý vị biết như vậy. Đó là lý do vì sao có câu, hãy tìm thiên quốc trước. Hãy thiền trước, rồi tất cả mọi điều khác sẽ đến.
Nếu nó không đến ngay lúc đó, như vậy có nghĩa là tốt, quý vị không cần. Quan điểm khai ngộ. Đâu là sự khác biệt giữa một người gọi là khai ngộ và một người không khai ngộ? Người khai ngộ nhìn cuộc đời theo cách khác. Họ thư thả hơn, có niềm hạnh phúc và biết bên trong mình có những gì. Họ biết lực lượng vĩ đại khiến cho vạn vật chuyển động, khiến cho người này thương yêu người kia, khiến cho trái đất trở thành sống động và khiến cho mọi sự việc trở thành hạnh phúc hơn đối với họ. Đó là lực lượng vô thường sư bên trong mỗi chúng ta. Và khi chúng ta đánh thức nó dậy và chỉ dùng nó mà thôi, thì tất cả dấu vết của những thói quen xấu xa phiền toái của ký ức góp nhặt trong quá khứ sẽ mờ phai. Sư phụ kể chuyện, hãy chấp nhận và vui lòng. Một người kia đến gặp thầy của ông kể lể phân trần. Sư phụ, ngài phải giúp con không chịu nổi đời sống này nữa rồi, con khổ quá. Nếu thầy không giúp, chắc con chết mất. Ông thầy hỏi, chuyện gì vậy? Người đệ tử nói, gia đình con nghèo lắm, chỉ có một căn nhà. Chúng con không có tiền mua nhà lớn, vậy mà còn phải ấn thêm nhiều người vào nữa, kể cả ông, bà, cậu, mợ, anh em họ, chị dâu và chị cả của con, cộng với ba bốn đứa con của con nữa. Thêm vào đó, chị sắp sửa sanh em bé và em gái con sắp lấy chồng và tính ở chung với chúng con và chồng của nó. Ông thầy lắc đầu, suy nghĩ và thiền một lúc. Rồi ông gõ tay vào mắt trí huệ và nói, à, ta có giải pháp rồi. Người có nuôi gia súc phải không? Người đệ tử là nông gia nên anh trả lời, dạ, dạ có. Ông thầy hỏi nữa, nhà anh có súc vật nào? Anh nông dân đáp, còn có 2 con bò, 2 con cừu, 4 con ngỗng, 3 con heo, 10 con gà, 20 con gà con, 1 con mèo và 2 con chó. Chà, quý vị thấy anh chàng này nghèo quá hả? Rồi ông thầy nói, bây giờ anh hãy đem tất cả gia súc đó vô nhà thì mọi sự sẽ ổn thỏa. Người nông dân lấy làm kinh ngạc trước lời nói của thầy. Nhưng vì anh nghe nói vị minh sư này toàn tri toàn giác, tài giỏi và trí huệ cao, anh không có cách nào khác ngoài việc nghe lời chỉ dạy của thầy và đem ra làm thử. Anh về nhà dọn cả bầy gia súc, bò, cừu, ngỗng, gà, chó, mèo, đem vô nhà khóa chung chúng ở trong cùng với gia đình. Sư phụ và mọi người cười. Một tuần lễ trôi qua, người đệ tử trở lại lần nữa. Sư phụ, con vẫn không chịu nổi. Sàn nhà đầy phân súc vật, chúng nó ồn cả ngày. Thật không thể chịu nổi nữa rồi. Thầy còn giải pháp nào khác không? Ông thầy đi qua đi lại, sờ râu, gõ tay vào mắt trí huệ rồi nói, à, về nhà đem mấy con cừu ra thì sẽ không sao. Người nông gia theo lời chỉ dẫn của thầy, về nhà đem cừu ra. 2 tuần sau, anh ta trở lại với cùng những lời than thở đó. Chúng con không chịu nổi nữa, làm sao sống như vậy được chứ? Con đã nghe lời sư phụ dạy, nhưng thật sự là không thể nào chịu nổi. Một lần nữa, ông thầy gõ tay lên mắt trí huệ bảo rằng, thôi được, anh hãy về nhà đuổi bầy ngỗng ra ngoài. Một lần nữa, anh làm theo lời dạy, nghĩ rằng vấn đề đã được giải tỏa. Tuy nhiên, 2 tuần sau anh trở lại cũng cùng lời than phiền đó. Ông thầy nói, vậy thì đem mấy con gà, con vịt ra luôn. Thế là anh chàng làm y như vậy. Tuy nhiên, 2 tuần sau anh trở lại với lời than khác. Trời ơi là trời, bây giờ 2 con chó cứ đánh nhau với con mèo, đuổi nó khắp nhà. Khi chúng con vừa mới nằm xuống ngủ là bị chúng nhảy lên mặt. Thật là không chịu nổi. Chúng con phải làm sao? Ông thầy nói, thì đuổi chó, mèo ra luôn cho rồi.
Người đệ tử làm theo lời và cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Sư phụ và mọi người cười, vỗ tay. Một tháng sau, anh đến cúng dường thầy chuối và hoa, nói rằng sư phụ luôn luôn là giỏi nhất. Bây giờ tất cả anh em, cô, chú, ông, bà, tất cả mọi người sống trong bình yên và hòa thuận. Những gì Thượng Đế cho chúng ta luôn luôn là tốt nhất. Nếu quý vị than phiền rằng mình có ba đứa con, hai ông chồng. Ồ, không phải. Sư phụ và mọi người cười. Nếu quý vị than thở rằng như thế là nhiều quá, mình có một ông chồng, ba con, bận quá, thì sau này Thượng Đế có thể sẽ cho quý vị nhiều người hơn nữa. Chúng ta nên tự tại, vui lòng với những gì mình có. Thế giới này chỉ là một sân chơi, đừng có nghiêm trọng quá. Nếu nghĩ lại, quý vị sẽ cảm thấy niềm vui. Nếu cố gắng tổ chức một chút, gia đình quý vị sẽ khá ra. Thiền nhiều hơn, quán tưởng về việc đó, quý vị sẽ tìm thấy giải pháp cho vấn đề. Thành ra, đừng lo âu sợ sệt, cũng đừng có than phiền. Đời sống là phải như vậy, dù chúng ta than phiền cách mấy. Sư phụ kể chuyện vui, không dám làm phiền. Có đôi tình nhân kia biết nhau chưa được lâu lắm, nên họ kể cho nhau nghe những cảm tình chất chứa trong lòng. Giống như chúng ta đây, mới gặp nhau chỉ có 10 năm thôi, mà vẫn còn rất là gắn bó. Một hôm, họ đi dạ vũ với nhau, đi chơi về trễ mà vẫn còn quyến luyến không muốn chia tay dù đã bước xuống xe rồi. Họ cứ ôm nhau qua, ôm nhau lại, nói chuyện hoài không hết. Đúng lúc đó, một chàng trẻ tuổi vô tình đậu xe phía sau họ. Anh ta xuống xe, đến chỗ hai người, ngập ngừng một lúc rồi trở về xe, ngồi trong đó và nhìn họ. Chốc sau anh đến nữa, dụ dự, rồi lại trở về xe. Anh chàng cứ làm như vậy hoài, nhiều lần. Cuối cùng anh sang bên kia đường đứng nhìn hai người kia, có vẻ lúng túng. Anh đút tay vào túi, rồi để tay ra sau lưng, rồi lại đút tay vào túi nữa, mắt đăm đăm nhìn đôi nhân tình ấy. Cuối cùng, anh nhân tình không thể chịu đựng được nữa, chạy lại chỗ anh kia hỏi. Cậu cứ chầm chầm nhìn hai chúng tôi cả nửa tiếng đồng hồ. Cậu muốn gì? Dạ thưa, tôi muốn vào nhà tôi, mà hai ông bà cứ đứng chắn lối đi, tôi không vào được. Cần giải phẫu. Một bà già hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ, tôi cần mổ. Bác sĩ hỏi, cụ bị bệnh gì? Không bệnh gì cả, tôi chỉ cần một cuộc giải phẫu. Cụ không đau ốm gì cả mà lại muốn giải phẫu. Tôi phải mổ cho cụ chỗ nào? Chỗ nào cũng được, cứ làm đại đi. Nhưng tại sao mới được? Tôi là hội viên của hội người già. Tất cả các hội viên chúng tôi đều đã có giải phẫu. Ngày nào họ cũng nói về chuyện đó. Tôi không bao giờ được mổ, cho nên không nhập chuyện với họ được. Xe cũ hết sảy. Ông kia hỏi bạn, anh Hoàng, cái xe đời chủ thứ hai mà anh mới mua tuần trước chạy thế nào? Ông Hoàng đáp, đừng nhắc tới nó, ghê lắm. Sao vậy? Nó ồn quá, chưa từng thấy cái gì khó chịu hơn. Phần nào trong xe cũng thật là ồn ào, ngoại trừ cái kèn. Master Thanh Hải, vô thượng sư kể tại Tây Hồ Formosa vào ngày 17 tháng 12 năm 1995, nguyên văn tiếng Trung Hoa, băng thâu hình số 516. Bản tin Thanh Hải, vô thượng sư số 129.